xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Long An. Hôm nay mưa quá cô chú anh chị ơi. Dạ. Hôm nay kênh Bất Động Sản Long An xin giới thiệu cô chú anh chị một cái căn nhà. Dạ, căn nhà một tấm của cô chú anh chị. Tọa lạc tại khu phố Kim Điền, dạ, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Căn nhà này mình ngay chỗ cái đường Thánh Thất Tân Kim đi vào cô chú anh chị. Dạ. Thì cách ngã ba Tân Kim á, đây hướng camera đây em chỉ là ngã ba Tân Kim này. Cách ngã ba Tân Kim khoảng chừng 200 m thôi. Dạ. Cách ngã ba Tân Kim khoảng chừng 200 m. Trên Sài Gòn mình đi xuống qua ngã ba Tân Kim khoảng 200 m bên phải nó có cái Thánh Thất Cao Đài cô chú anh chị. Là cặp với Thánh Thất Cao Đài Tân Kim á, là có cái đường. À, có cái đường mình quẹo vào thì từ quốc lộ 50 này mình đi vào rồi tới nhà là khoảng 200 m cô chú anh chị. Dạ đây. Mời cô chú anh chị theo em đi vào xem ở nhà. Dạ cô chú anh chị. Dạ đường vào nhà là ngoài này đường bê tông cô chú anh chị. Dạ. Đường bê tông hẻm xe hơi. Đường bê tông bề ngang 4,5 m. Dạ. Xe hơi chạy. Mời cô chú anh chị theo em đi vào nhà. Dạ, mưa quá cô chú anh chị. Cái khu này đường hẻm này đông rồi cô chú anh chị. Dạ. Đông đúc giống như trên Sài Gòn rồi, như quận 8, quận 4 luôn rồi cô chú anh chị. Dạ. Này đông lắm. Đường hẻm mình 4,5 m rồi cô chú anh chị. Dạ xe 7 chỗ thì đi vô tư nhưng mà né trở đầu rồi thì hơi cực. Dạ tới nhà này cô chú anh chị. Đây căn nhà này cô chú anh chị. Dạ căn nhà có bác có đằng quét này. Trước có cái sân thượng lên trồng bông cô chú anh chị. Dạ một tấm. Mời cô chú anh chị xem rồi nè. Dạ đây. Đây cô chú anh chị. Dạ. Ở trong nhà mình dán gạch lên là tới Mỹ Long Phong luôn cô chú anh chị. Dạ, gạch nền, gạch nhà. Nhà thì cũng còn mới, dạ mới xây khoảng 2 năm thôi. Dạ. Ở thì cũng ít. Dạ cô ông bà chủ nhà thì cũng hay ở trên Sài Gòn thôi, ít có ở đây cô chú anh chị. Căn nhà mình bề ngang 4,3 m, dài 19,7 m rồi cô chú anh chị, xây hết đất. Dạ trên dưới trệt là xây hết đất. Tại vì cái nhà này mình mua lâu rồi, ngày xưa nó chưa có lộ giới. Dạ. Nên có thể xây hết đất được. Dạ. Còn bây giờ là không có đâu, bây giờ phải có lộ giới mới cắt vào khoảng chừng, nếu mà đường này thì phải chừng 5 m mới xây được nè cô chú anh chị. Dạ đây. Cửa kiến cường lực cô chú anh chị. Dạ đây. Đây là phòng khách. Dạ phòng khách cũng dán gạch lên tới Mỹ là phòng luôn. Trần đóng thạch cao. Đã gắn đèn quạt đầy đủ hết, tức là nhà người ta đang vẫn ở sinh hoạt bình thường của chú anh chị. Dạ đây của chú anh chị, đây là lần thứ một ở dưới trệt, đây toilet. Dạ. Đây toilet của chú anh chị. Dạ bếp, dạ tủ bếp, tủ trên, tủ dưới đầy đủ. Nguyên cả cái nhà này đều dán gạch là gạch tường là lên tới mấy trần hết cô chú anh chị. Dạ. Dạ cửa nhôm, cửa kiến, cửa nhôm. Ở sau có cái sân cô chú anh chị. Dạ ở sau mình có cái thêm cái toilet nữa. Ở đây cô chú anh chị, ở sau sàn mình có thêm cái toilet nữa. Một thiết bị nồi nè nó đầy đủ. Rất là thoáng. Dạ rào lại lại, bọc sắt nó rất là thoáng. Dạ nội thất là mình tặng luôn nha cô chú anh chị. Dạ ai mua cái nhà này sẽ tặng luôn nguyên nội thất hiện có trong nhà. Dạ đây là cầu thang, cầu thang lên trên tầng 1 cô chú anh chị. Dạ. Cầu thang bề ngang khoảng 1 m, tay gỗ. Dạ mời cô chú anh chị lên tầng 1. Dạ đây mình quay từ sau quay tới cô chú chị. Đây là cái phòng ngủ ở sau trên lầu 1. Ở sau có cái sân nữa. Đây mở ra kìa. Cô chú anh chị xem. Dạ đây sau có cái sân, có ban công. Thì cũng rào hàng sắt lại hết rồi. Cô chú anh chị xem. Dạ. Trồng cây đồ rất là đẹp.
Đây cô chú anh chị. Dạ. Đây là sân sau cô chú anh chị. Sân sau ngay phòng ngủ hay sao? Cửa sắt luôn. Dạ đây là phòng ngủ sao cô chú anh chị. Phòng ngủ này mình lát gạch nền, sân nước nha chú cô chị. Trường thì trần thì gắn là phong. Đây cô chú anh chị, nó là phong. Phòng này các bé đang ở. Dạ. Cửa gỗ cô chú anh chị. Dạ đây cửa gỗ. Rồi mời cô chú anh chị theo em đi tiếp lên trước. Đây là cái toilet ngay cầu thang. Dạ toilet trên lầu. Dạ thiết bị đầy đủ của cô chú anh chị, trong đó có quạt luôn, máy nước nóng, vòi sen. Dạ labo kính ở để ngoài cô chú anh chị xem. Dạ đây. Dạ. Dạ, tiếp tục là mình đi tới cái phòng ngủ trước. Phòng ngủ trước cũng cửa gỗ cô chú anh chị. Dạ đây. Cửa gỗ. Tường thì mình dán tường, tường đang là dán tường của chú nhật, dán giấy tường. Trần là lót thạch cao, trần là thả trần thạch cao, dạ. Cũng thiết bị điện, bóng đèn, máy lạnh đồ có sẵn của chú anh chị xem, dạ. Đây cô chú anh chị. Ở trước có cái cửa sổ này cô chú anh chị, cửa sổ sắt, dạ. Còn cửa chính này có rèm luôn đó cô chú anh chị xem, dạ rèm rồi sẵn luôn. Ở đây. Còn cửa trước là cửa nhôm, cửa kính nhôm cô chú anh chị. Anh trước có cái sân cô chú anh chị, rất là rộng. Cái sân khoảng chừng 16 mét vuông cô chú anh chị. Dạ đây. Đây. Cô chú anh chị xem. Trời đang mưa nên em cũng ra ngoài em hơi ngán. Dạ. Sân là mình có xích đu rồi nữa, đang trồng cây nè cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị coi xong vòng vòng khu dân cư rất là đông cô chú anh chị. Phải nói là như nội thành thành phố Hồ Chí Minh luôn. Khu dân cư ở đây như nội thành trên thành phố Hồ Chí Minh, như quận 8 luôn chứ không phải là rất là đông nữa. Cô chú anh chị cứ tưởng tượng như thành phố vậy. Dạ. Thì từ vị trí căn nhà này mình ra tới đường nhựa hồi nãy em quay là khoảng 200 mét nha cô chú anh chị. Thì khoảng chừng thêm khoảng chừng 200 mét nữa là tới ngã ba Tân Kim. Tức là từ đây tới ngã ba Tân Kim là khoảng chừng 400 thước thôi. Thì ngoài đó là có đầy đủ các cái tiện ích để mà phục vụ cho cái cuộc sống cơ bản của mình, từ tới trường, trạm, ủy ban, trường mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, cho tới là chợ, bách hóa xanh, điện máy xanh, các cái tiệm vật liệu xây dựng là đầy đủ đó cô chú anh chị. Từ nhà mình, từ cái căn nhà mình nè, để về tới mà cầu Chà Dạ thì nó khoảng chừng 15 cây cô chú anh chị, nó khoảng 15 cây thôi. Thì rất tiện cho cô chú anh chị nào mình công tác ở quận 7, quận 5, quận 8, quận 6 đồ đó. Dạ. Thì mình mua này mình về đây mình ở rất là tiện. Giá cho cái căn nhà mình là 2 tỷ 3 nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ 2 tỷ 3. 2 tỷ 3 có thể là thương lượng nhẹ. Bao ra sổ hồng nha cô chú anh chị. Dạ. Căn nhà rất là đẹp. Đó, thì cô chú anh chị nào quan tâm tới cái căn nhà này xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình. Dạ. Và cho em một like cho video này và đăng ký kênh để mình có thể cập nhật những cái video sau sớm nhất. Dạ. Để một hôm nào đó tìm được một cái căn nhà hoặc cái miếng đất nào đó phù hợp với mình. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã đón xem. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị những video sau. Dạ, xin kính chào.